Chào quý vị và các bạn, hôm nay công ty Dược liệu Hòa Bình xin chia sẻ với các bạn một bài thuốc quý dành cho nam giới. Hình ảnh các bạn đang được quan sát đó là cây sâm cau, hay còn gọi một tên khác đó là sâm tiên mao và ngải cau. Thì cây sâm cau này là một loại thảo dược được mọc hoang ở trên núi đá của Hòa Bình. Như có một số các bạn thì cũng có thể biết đến cái bài thuốc quý này, nhưng có nhiều các bạn thì cũng chưa biết được cái tác dụng quý của cây sâm cau. Sâm cau thì một loại cây cao khoảng 25 đến 30 cm, lá dài khoảng 15 cm, trông gần giống với lá cau nên được gọi với tên đó là sâm cau. Thì cái công dụng và thành phần làm thuốc của nó là sử dụng rễ nha các bạn nhé. Đấy. Mà củ của nó, rễ của nó đây, mọc thành những cái chùm như thế này. Chùm, rễ chùm như này, có màu nâu nhạt. Có màu nâu nhạt. Thì cái rễ của nó chúng ta sử dụng, đó là về đem về sau khi thu hái, lấy được ở trên núi rừng về, thì đem rửa sạch và phơi khô dành nắng tự nhiên. Cho đến khi sâm bắt đầu héo thì chúng ta bắt đầu dừng lại, không phơi khô kỹ quá để mất cái chất lượng của thuốc. Và sau khi đó chúng ta sẽ đem sao lên, sao vàng lên, để đảm bảo khi chúng ta ngâm rượu hoặc là hãm trà uống thì đem lại một cái vị hương và cái mùi thơm đặc biệt, và chất lượng thuốc thì cũng sẽ tốt hơn nhé các bạn nhé. Đấy, thì sâm cau theo như kiểu bằng những cái bài thuốc dân gian và những cái bài thuốc Việt của miền Nam ta từ xưa ra truyền lại, đó là có tác dụng điều trị bệnh yếu sinh lý nam giới, điều trị trong bệnh thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm, dinh tinh, mộng tinh, giúp tăng cường chức năng sinh lý và thăng hoa trong mỗi cuộc yêu. Thì hôm nay bên công ty Dược liệu Hòa Bình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái công dụng tuyệt vời và cách thức sử dụng cây sâm cau trong việc điều trị như thế. Thì qua cái video này mình hy vọng sẽ giúp được một số bạn đang bị khúc mắc trong chuyện chăn gối và chưa đem lại cho chúng ta một cái cảm giác tự tin. Thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0971 477 860 để được tư vấn cụ thể hơn về cái bệnh tình của mình và cách thức ngâm rượu và pha trà như thế nào để đảm bảo sức khỏe và mang lại một cái vị trà và những cái chén thuốc đến từ cái dược liệu quý sâm cau, để có được một cái chất lượng rất là tốt và thơm. Nếu các bạn có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại bên dưới video, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn nhé. Thì hiện tại đây là cái sâm cau mà mình cũng đang đi lấy từ trên núi đá về, thì nó cũng chưa được khô các bạn ạ, vẫn còn tươi này. Nếu các bạn không biết ấy, thì các bạn có một số bạn khi đã mua được cái dược liệu sâm cau ở những cái chỗ khác nó cũng chưa được chưa sử dụng đúng cách, đó là chúng ta về chúng ta ngâm luôn thì nó sẽ không thơm đâu các bạn ạ. Không thơm, và cái màu rượu của nó rất là nhạt, và khi uống cũng thế. Đối với cái ngoài cái sử dụng để ngâm rượu này thì một số các bạn nam giới cũng mắc phải chứng là thận hư thận yếu, hay đi tiểu tiện tiểu đêm nhiều lần và đau mỏi lưng do thận hư, thì chúng ta có thể sử dụng sâm cau này, đem rửa sạch, phơi khô và sao vàng, chúng ta hãm trà. Thì mỗi ngày chúng ta hãm một ly trà để uống thay nước lọc hàng ngày sau khi ăn cơm xong. Cụ thể hơn là mỗi ngày 3 ly trà giúp cho thận chúng ta khỏe hơn và tốt hơn, và cải thiện chứng đi tiểu đêm, nhằm mang đến một sức khỏe tốt và một giấc ngủ ngon hơn nhé các bạn. Vậy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.